mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu và hoàn thành cho bức tranh về hình ảnh của chú ốc mẹ và chú ốc con đang đứng dưới một cái cây hoa. Và chúng ta sẽ cùng nhau tô màu cho bức tranh mà mình đã chuẩn bị như thế này nhé. Mình sẽ tô màu vàng trước nha các bạn, cho phần mặt, phần lưng. Phần mặt của chú ốc này. Và mình sẽ tô màu xanh dương cho phần thân của chú ốc nhé. Mình sẽ tô màu bằng màu xanh dương. Tiếp theo chú ốc bên trên mình sẽ tô màu cam. Tiếp theo mình sẽ tô màu đỏ cho chú côn trùng bên trên nhé. Bông hoa bên trên mình sẽ tô bằng màu tím nha các bạn. Mọi người có thể tô vào hồng đều được, mình sẽ tô màu tím. Tiếp theo thì mình sẽ dùng đến màu xanh để tô màu cho phần lá nha.
phần bên dưới thì mình phần nách bên dưới thì mình sẽ dùng màu xanh đậm hơn để tô màu. Và video mà mình hướng dẫn cho mọi người cách tô màu hình ảnh của hai chú ốc đứng cạnh nhau dưới một cây hoa đã được mình hoàn thành xong, và đây là bức tranh sau khi đã được mình tô màu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Mọi người nhớ like, share, subscribe ủng hộ cho kênh của mình nhé. Bye bye các bạn.